quý khán giả thân mến của chương trình Paris by Night kỷ niệm 10 năm. Quý vị thấy tôi giả gái, dễ thương thì cười, mà tôi trên này nghẹt thở gần chết. Cái lý do nghẹt thở là bởi vì trong 10 năm lưu diễn khắp thế giới đã từng giả gái cả ngàn lần rồi, nhất là với Paris by Night. Vậy mà lần này có một sự trục trặc, nhiều sự trục trặc buồn cười trong đêm nay. Việc đầu tiên là sau khi cái mấy người make up quá trang rồi, đội tóc giả rồi, bận áo vô rồi, cái chỗ này nó bằng phẳng, không có gì hết. Cái tôi mới hỏi cái anh make up, tôi hỏi, ủa cái này đâu rồi? Anh nói, thôi chết rồi, tôi quên mang theo rồi anh ơi. Nhưng mà anh đừng có nói với ông bầu, ông lay off tôi thì chết tôi đó. Anh đợi tôi chút xíu nha, ông đi đâu 15 phút không biết, về ông đưa tôi hai cái bánh ú. Trời ơi, thưa quý vị, để vô hai bánh ú rồi nó nghẹt thở gần chết luôn. Giống như hai búa tạ đè trên ngực mình vậy. Một cái đeo này rồi mới thấy thương phụ nữ. Đàn bà con gái rất là can đảm phải chịu cảnh này cho đến ngày chết. Dạ, còn ba đồ lý nhí này là của chị Ái Dân tặng đây. Chị nói bên Đức cái đồ này mắc lắm, hỏi nhiêu, chị nói đồng 75 sen hai sợi. Tôi nói vậy chứ còn rẻ hơn bên này, cái này có 50 sen. Dài này mua ở Goodwill 50 sen, mua một tặng một. Kính thưa quý vị, vì ngạt thở cho nên tôi phải đứng để thở, ngồi chịu không nổi. Đang đứng đi, cái gặp cái ông manager người Mỹ, cao ráo đẹp trai, nhưng có hàm râu hơi có vẻ ông thầy chút xíu. Ông dòm tôi với mắt đắm đuối. Ông nói một cách trịnh trọng, ông nói, you look so beautiful. Tôi cũng không dám nói gì, tôi nói, I thank you very much. Ông đi vòng vòng phía sau, ông nói, you look so sexy. Tôi thấy vậy tôi làm tới, tôi lắc cái này. Ông ghé tai ông nói nhỏ, I love you very much. Thì mình thấy nói vậy, I love you too. Ông nghĩ sao ông biết, ông vòng vòng, ông dò không thấy ai, ông nói how much. Mình là dân tị nạn mới qua chưa có công ăn việc làm, tưởng đâu ông muốn giúp đỡ, đâu dám nói nhiều, nói khiêm nhường thôi, nói $5. Cái ông nói liền, ông nói, that is a very cheap. I'm going to give you $50. Then I thank you very much. Cái ông nói, when you go with me. I'm not go where. I'm not go to the motel. I'm not what for. Ông nói, Gucci. Em đâu có biết tiếng Nhật mà Gucci. Ông nói, what do you mean Gucci? Ông nói, Gucci means to make a baby. Em nói, impossible. You cannot do that with me. Ông nói, why? Em nói, because I am same like you. Và kính thưa quý vị, tưởng vậy thôi, đang bực mình, chưa có yên, tự nhiên dưới khán giả có hai vợ chồng anh đó ở Canada mua giấy qua đây xem. Anh cũng là bạn học hồi nhỏ, lên thấy tôi anh biết tôi rồi, nhưng bà vợ thì chưa thấy tôi lần nào. Bà tưởng tôi là gái thiệt, mà ông thì ông cà rỡn, ông lại vuốt tôi, vuốt da ông rồi chụp hình chung. Bà đằng kia bà xanh mặt, bà nhìn tôi sao không biết, bà hái bà liếc, bà nguyết một cái thiệt dài, bà nói, đồ con ngựa bà. Tôi nói bụng, tôi nói chị muốn chửi tôi cho nó đồ ngựa đực kìa được á. Cái bà dòm hồi bà nói, cái tướng của mày đứng ở bonsai chừng 5 phút có Mỹ đen vớt liền. Bà làm một tour luôn, bà nói, đồ đàn bà dìu tay chân giống như là cu ly giác gạo với bánh tàu. Cái bà dòm xuống dưới chân em, bà nói, đàn bà mà gì lông cẳng như là cỏ quang mặt sông bình. Em nói, trời đời tôi mà chị dòm chi kỹ quá vậy.
có dòm lên tới cái bụng mà nói cái này bụng của mày mà chưa đẻ 6 đứa tao là không phải con người nữa. Xin lỗi, tới đây tôi phải ra miệng. Tôi nói xin lỗi chị nha. Hồi nhỏ giờ tôi chưa biết cái xưởng đẻ từ vũ là cái gì hết. Bà nói cái gì? Mày mà chưa đẻ hả? Mày còn gái con Trinh hả? Mày còn gái tao cho cùi suốt móng đi. Tôi nói chị đừng thê tầm bậy thành hàng bạc tử bây giờ nghe không? Bà tức mình, bà xăng tay xăng. Bà ghen chồng, bà giận cá chém thức, bà đòi núng đầu bà quánh tôi. Cái ông chồng nói trời ơi đừng có ghen lãng xẹt vậy, la thọ tân nó, dạ dạ gái đó. Cái bà dòm tôi nói hắn gì? Cái đồ quỷ à. Hồi nãy giờ không chịu nói để cho ta ghen lòng lộn lên nè. Bà nói vậy có ôm bụng mà cười, trời ơi cười kìa, còn ngồi trống cười. Cười mà nước mắt nước mũi rớt xuống, cái lông nheo rớt hết bên. Mắt lớn mắt nhỏ nào trời ơi còn cười nữa kìa. À, thưa quý vị, trong cái màn này chúng tôi có một partner nữa, một người trình diễn nữa. Là một tài tử điện ảnh người Mỹ của hãng MGM Hollywood. Tên là Rick Murphy. Một người Mỹ. Một người Mỹ nhưng anh ta tự hào có quả tim của người Việt. Vì anh ta nói tiếng Việt rất giỏi. Chẳng những nói tiếng Việt giỏi mà còn ca vọng cổ và đờn vọng cổ nữa. Xin quý vị một tràng pháo tay thật kêu giới thiệu Rick Murphy. You are very much. Hi, how are you? Cảm ơn chị. Tôi vẫn mạnh khỏe. Ôi trời đất ơi. Nói tiếng Việt dữ vậy đó hả? So what is your name? Yeah, tôi tên là Rick Murphy. Tại sao anh nói tiếng Việt giỏi quá vậy? Tại tôi là người Việt Nam. Anh là người Việt Nam? Yeah, người Việt mà sanh ở Mỹ. Ủa sao kỳ vậy? Người Việt mà sanh ở Mỹ là Mỹ nào vậy? Mỹ Tho. Người... má thôi, người Đức. Người Việt sanh tại Mỹ Tho mà má người Đức. Đức nào vậy? Dạ, Đức Hòa. Đức Hòa. Rồi má người Đức, rồi ba người gì? Ba thôi, người Tây. Ba tôi, người Tây. Người Tây hả? Phải. Mà Tây gì vậy? Dạ, Tây Ninh. Trời ơi trời. Nghe tôi hỏi nè, anh vượt biên qua tới Hoa Kỳ nè, đi bằng viện HO hay là viện con lai hay là ODP, nói nghe coi. Dạ, tôi qua Mỹ bằng viện ODGAR. ODGAR phải không? Phải. Cái hồi qua Thái Lan nó có gặp mấy hải tặc, nó làm gì, nó có xúc phạm đến tiết trinh rồi gì không? Nói thiệt cho khán giả người ta nghe coi. Có bị nó cướp. Ừ. Rồi nó đâm chìm ghe. Ừ. Người trên ghe rớt xuống biển. Ừ. Bị cá mập sơi hết. Ừ. Chỉ có mình thôi là nó chừa ra nên thôi còn sống. Ồ, nó chừa anh ra anh còn sống hả? Mà tại sao nó chừa anh ra vậy? Tại thôi bự con quá. Cá mập nó thường thôi là bạn. Tại anh mập quá rồi cá mập nó tưởng anh là bạn hả? Mà anh mập thiệt, chắc còn nhỏ bú sữa voi phải không? Phải. Trời, cái bàn chân của anh mà đi dưới giường đó mà anh đập bầy gà con chắc chết nguyên bầy quá. Giờ nghe tôi hỏi nè, anh đi đâu bữa nay? Dạ, tôi đi ăn đám cưới ông già của thằng bạn. Ông già của thằng bạn, vậy là ông già lắm rồi còn đám cưới gì nữa? Tại ông già chịu chơi. Nói tiếng lắm rồi theo. Chịu chơi. Già rồi mà còn sinh thật. Già rồi mà còn sinh tật hả? Rồi sao nữa? Vợ ổng mới qua đời có 3 tháng là ổng lên xe hoa về nhà vợ khác. Rồi sao? Chịu nổi không? Chịu hết nổi. Chịu hết nổi à? Bây giờ tôi hỏi nè, đi đám cưới mà anh đem đờn theo chi vậy?
Đi qua bên đó hát vòm cổ. Ừ, anh biết hát vòm cổ nữa hả? Biết ca vòm cổ và biết đàn sáo câu nữa. Trời ơi, thiệt không? Thiệt chứ. Bây giờ tôi hỏi nè, anh đi với tôi trình diễn khắp thế giới cho Thúy Nga đó, trong ít nhất là 6 năm trời, mà tôi không biết anh đã có gia đình chưa, có vợ chưa vậy? Vợ hả? À. Chị đàn đi, thôi ca cho chị nghe. Ok. Ok. Trời ơi, nghe mùi quá. Nhóm mùi sầu riêng. Ok, bắt đầu nghe. Chậm nha. Ok, chậm. Chị thân ơi, đường thiền miên của tôi nó u ám như đông thử thích. Thương cô nào nó cũng thử chối gì chê thôi mập và bự con. Bạn bè thôi ai cũng có vợ có chồng, riêng mình thôi sống khô khi một cuộc đời buồn thế. Cao san ơi cho tôi kiếm được người yêu không cần phải đẹp, nhan sắc trung bình thinh thình hiền hậu để cứ về sống bên nhau diễn diễn ở muôn đời. Thôi bự con là do ý của ông trời. Thôi thôi bự nhưng thôi ăn rất ít, mỗi bữa chỉ cần sức ba chén cơm. Thôi không mua cái nhà với năm phòng rộng rãi, có khu vườn trồng đủ loại trái cây. Lương thôi lãnh 4,000 chưa trừ thuế, giờ có sanh năm con cũng khỏi có sợ nghèo. Tôi đâu có mơ những tháng thiếu thư đại khác, cần một người vợ hiền ngôn hạnh không nhung. Nếu ai cảm thấy yêu thôi thì cho thôi biết để rồi cưới luôn. Number one. Số một yêu chị. Còn chị đã có chồng chưa? Chồng hả? Chồng. Anh đơn lên rồi tôi ca cho anh nghe. Trời ơi, làm tôi trào máu luôn mà. Lòng tôi tan nát, duyên phận tôi hẩm hiu đến độ ông nào cưới về rồi thì 3 ngày sau ông tự động nghỉ thở lên đồi nằm đắp cỏ. Chính đời chồng rồi mà hiện giờ tôi vẫn còn là gái độc thân. Tôi không phải là gái sát phu mà sao cái chịu cảnh phòng không đơn chiếc, sống cô đơn như cánh chim kia lạc lõng giữa bão táp sương mù. Thank you.
Không có chồng con thì như sống trong tù. Khổ nhất là những đêm trời giá lạnh, đắp mền rồi mà vẫn còn rung. Tôi như một cung phi nhiều trong tội, bị vua đày nơi hải đảo hoang vu. Đêm nằm nghe tiếng giặc kêu buồn chốc sương lầm, còn phòng loan thì gối chiếc não nùng. Các phu quân ơi sao bỏ em về chính suối, em sống một mình lận đận lao đao. Con xin khấn nguyện trời cao, cho con kiếm được ông nào sống lâu. Facebook phải đâu trâu bò mà ngồi like hoài, mà không like nó đâu có vui nên phải like. Tình hình yêu phi chúng ta phải cập nhật đêm ngày nào, đưa máy lên chúng ta cùng like. Thiệt là buồn. Để ngày hôm nay coi coi New Feed nó đăng cái gì. Diệt Hương Hoài Tâm hùng như bán bún mắm. Minh Tuyết mở tiệm bò bít tết. Sao ca sĩ dạo này chuyển qua ăn uống hết trơn vậy trời. Nguyệt thiệt. Ơi Nguyệt. Nguyệt ơi. Ai? Ai kêu tôi đó? Mặt chó tôi đây. Ai vậy? Nguyệt. Thầy Minh đó hả? Đúng rồi. Nín. Không có khóc như vậy nha. Tôi xúc động quá. Và mời thầy vào. Merci beaucoup madame. Nói gì vậy? Mới đi Paris về. À vậy hả? Ừ, vậy thôi anh sọt ti vô đi. You should do. Hả? À, Lord, you sit down. À, thank you. Ờ, dạo này được cái nói tiếng Anh như gió mà tiếng có tiếng không ha. À, thầy uống gì? Nói đi để tôi pha. Nguyệt ơi, gặp em rồi, anh không có khác cái gì hết Nguyệt à. Anh không có đói bụng nữa. Tôi không có hỏi thầy ăn hay không mà đói hay không nha. Tôi hỏi là uống cái gì thôi, hỏi cái gì trả lời có đó giùm tôi cái, đừng có màu mè giùm cái đi nha. Bao nhiêu năm tình nghĩa, bây giờ khách đến nhà không trà cũng nước, nói đi để tôi pha nè. Cho anh cái cappuccino. Cái nấu dịch không? Biểu uống thì không uống mà uống cái đầu cái thứ nghiệt không hả? Tôi nói cho thầy nghe, ở đây là tể xá tư gia, chứ không phải tụ điểm quán bar mà có cappuccino. Ở đây là vùng quê nên chỉ có cà na với cà pháo thôi. Cho anh một ly cà chua. Vậy đi đồ cà chớn. Hả? Nguyệt, tại sao em nói anh như vậy chứ? Nói cái gì? Hồi đó thầy làm tôi có chữa rồi thầy bỏ tôi đi, thầy có nói vậy không? Bao nhiêu năm trời một thân tôi, một mình thân tôi, tôi vất vưởng giữa chợ đời, rồi tôi đưa con cho thầy nuôi, rồi tôi có nói gì thầy hay không? Rồi bữa nay thầy qua và cái gì thì cũng hạch sách tôi vậy hả thầy? Nguyệt, anh hối hận, đừng có kêu tôi cái tiếng thầy. Tôi nghe nó như thế nào nó khó chịu làm sao á, mà nó sư phạm nữa hả? Gọi tiếng thầy thì nói là sư phạm, không lẽ chuyển qua thằng cho nó đỡ xúc phạm nè.
Bây giờ nè, gọi thầy tiếng thầy thì thầy nói khó chịu, vậy còn tiếng ngọt ngào êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Trời ơi, Nguyệt ơi, anh cúi đầu chờ em cào. Cái gì vậy? Ê, quên. Cái gì vậy? Quên. Anh xin cúi đầu chờ ân huệ em, rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em biết bao nhiêu lần đần, suốt cuộc đời duyên phận dở dang. Nghe đâu đây có mùi lương tâm cắn rứt. Thầy à, thôi thì bây giờ tôi không gọi thầy bằng thầy nữa, vậy sẽ gọi bằng gì đây? Bằng mình, ba thằng tâm, hay chỉ bằng hai tiếng baby cho phong cách? Ho à. Mình, ba của thằng tâm. Trời ơi, nếu kêu được cái tiếng mình thì có nghĩa là em sẵn lòng tha thứ. Nên Nguyệt ơi, kể từ đây hai chúng ta âu yếm, gọi nhau đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng. Nguyệt ơi, tuy chúng ta không đường hoàng lễ giáo, nhưng nghĩa vợ chồng âu yếm có nhau. Người ta không tin, nhưng chúng ta không bao giờ vượt qua khỏi cửa của gia đình. Nguyệt ơi, kể từ đây chúng ta nối lại mối tình xưa gian dở. Nếu như theo mối tình này thì có một người phụ nữ phải khổ đau là tôi, nhưng để chiều theo ý của thầy thì thêm một con bánh bèo vợ thầy ở nhà nó sẽ đau khổ. Thôi thì như vậy đi, để trọn vẹn nè. Anh cứ để cho tôi cam bề gối chiếc tình yêu thuở ban đầu như nước chảy qua. Cầu vừa gặp thì đã xa, tình yêu của chúng ta thôi đành chịu xót xa, để cho con khôn lớn nên người. Vậy cho tròn bổn phận của anh, tiếc làm gì hoa vàng trên cỏ xanh. Anh ở đây, anh là bà của thằng Minh, đang đứng nói chuyện với con mẹ. Cái gì? Mẹ của thằng Minh. Mẹ thằng Tâm. Mẹ của thằng Tâm. Trời ơi, thằng Minh là thằng này nè. Thôi, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho con trong ngày lễ thành. Minh à, em không còn mặt mũi gì để gặp con mà nghĩ đến chuyện nâng ly. Chỉ có một chút quà mọn gửi đến cho con vào cái ngày lễ thành hôn thôi. Quà đâu? Đưa quà anh coi. Đưa quà cho anh coi. Quà của con với bộ của anh sao mà anh làm tí tương tứ hết hả? Nhưng mà anh mừng. Đứa nào quà, đứa nào đứa đó mừng, nó làm chứ ghê vậy. Đưa đây, đưa quà anh. Thì từ từ ta lấy ra. Đây. Đây. Đây.
kỷ vật ngày xưa, mặt gối theo còn gian dở. Trời ơi, em ơi, đẹp quá. Em theo đẹp quá. Cái gì trong mẹ? Em theo cái gì? Thầy vẫn xí mứng như năm nào. Em theo mối tình của tụi mình đó. Hai con vật tượng trưng cho tình cảm của tụi mình đó. Hai con chim hả? Không, ngày xưa người ta theo chim, còn em theo con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Không, anh thích con chim em kìa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thích cái gì nghiệt ngã vậy? Anh thích em theo con chim cơ. Từ giờ này còn thích con chim à? Tại vì hồi xưa có theo con chim mà theo cái nét nó lợt quá, mất cái mỏ con chim, nó theo rộng nó thành con bướm. Thôi kệ đi. Tưởng anh... tượng đại con chim đi. Anh cứ tưởng tượng là con chim của em, thích quá. Cái gì vậy? Không, em theo. Rồi, thầy vẫn xàm như năm nào thầy à. Muốn tôi quay trở về với thầy chứ gì? Muốn tôi quay lại mối tình xưa chứ gì? Không, không còn được nữa đâu thầy à. Nguyệt ơi. Thôi, đừng nói nữa. Bởi vì gương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chững trên đời. Quãng đường xa còn gây gò thăm thăm xa vời. Thằng Tâm nó sẽ như thế nào trước cảnh chờ đời sống ảo câu lai? Buổi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của truyền thông Facebook. Vậy thì chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng mua lại rì bọt phũ phàng. Nguyệt ơi, anh lo cho con tất cả, nó ăn học rất là thành tài, nó rất là có hiếu. Nhưng mà nó chỉ thiếu có một điều là... Thiếu cái gì vậy? Mẹ ruột của nó. Phạt, phạt. Gì vậy Nguyệt? Ruột em đứt từng đoạn nè Minh. Trời ơi. Minh ơi, nhưng theo em như vậy cũng chưa là đủ. Mà thương con là mình phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để cho nó đi vào vết cũ lối mòn của hai chúng ta ngày trước. Ngập trong lớp cặn bã rong rêu ao tù, phải chấp cánh cho ước mơ của nó bay xa. Cho nó hiểu mình lùng nguyệt cao, ăn ở tào lao mới đẻ ra nó bị khùng. Dạy cho nó biết lướt web, lướt mạng online, check in hàng ngày để tránh xa mấy con hot girl trên Facebook. Cho nó được sáng dạ sáng lòng, phân biệt thế nào là status với comment. Em giỏi quá, em thông minh quá Nguyệt à. Nói chung Nguyệt năm nay đã khác xưa rất nhiều. Không thôi người ta nói mình lạc hậu. Nguyệt. Gì anh? Nguyệt ơi. Sao? Anh đem thằng Tâm tới đây. Cái gì? Cho thằng Tâm nó được gặp em Nguyệt. Bữa nay thằng Tâm nó có mặt ở đây hả? Thằng Tâm nó có mặt ở đây. Anh đặt tên cho nó là cái gì Tâm vậy? Anh đặt cho nó là Hoài Tâm. Rồi. Xong luôn. Sao vậy? Hư luôn cái mỏ thằng nhỏ rồi. Ủa sao vậy? Bao nhiêu tên đẹp không đặt, đặt Hoài Tâm. Nguyên một cái bô sa này, ai không biết thằng Hoài Tâm. Cái hàm dưới nó ở Cali mà cái hàm trên nó ở New York. Xong rồi. Nguyệt. Cái thằng con tôi là nó không thể nào giờ không ăn cơm không được, chỉ có cạp bắp thôi. Không. Cái gì? Nguyệt ơi. Sao? Con của mình răng nó hơn. Răng hơn nữa. Cái vô cái ra cũng đỡ lắm. Trời ơi, rồi nó hung ai chắc chết nhỏ. Anh kêu nó vô. Kêu nó vô giùm anh. Tâm à. Tâm. Dạ. Yeah.
Vô đây con. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Đâu đâu. Cái gì? Má 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 con đâu? Má má con đâu? Chỉ coi con hốt hốt má con về liền coi. Ơi. Đâu rồi? Má con đâu? Đâu? Thằng mày. Ủa má con đâu? Hả? Từ từ đó. Má con kìa. Hả? Năng niệm má con đi con. Tâm. Má 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 con hả? Tâm. Tâm má. Tâm. 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 Má. Tâm. Má. Tâm. Ê, tao chống mặt Tâm. Nha. Má bị rối loạn tiền đình con. Đó, vậy hả? Đừng đừng có chạy quá má, má dí không kịp. Ủa nãy giờ con mình má chạy mà. Má đứng yên ở đây nè. Đến với má. Đến với má đi Tâm. Má. Con. Má. Má. Con ơi. Dạ. Sao má chào đậu thế này? Sao vậy má? Sao má mà chống mặt quá? Sao vậy? Má mệt phải không? Trời ơi. Trời ơi. Tâm, má bị thoát gì địa đệm con? Sao mày đu má như thằng lằn đu cục dừa một hầu rụng hai trái dừa tao mày đền nha mày. Trời. Con đâu có đu dừa. Má kêu con đến với má thì con đến. Đến cái gì mà đến kiểu nghiệt ngã hả? Thì con hơi nhiệt tình chút xíu thôi. Tâm. Dạ. Con đó hả? Dạ con đây. Anh ơi. Anh nuôi con mình lớn quá. Ê. Anh ơi. Nó xấu vậy. Trời ơi nó giống anh như đúc gì đó hai cha con. Cái mặt như hai con hà mã. Nguyệt. Cái gì? Tại sao em nói xấu anh như vậy chứ em? Thì anh có đẹp đâu. Ráng gọi má một tiếng má. Bao nhiêu năm qua má không có gặp con. Kêu má một tiếng cho má vui lòng đi Tâm. Gọi một tiếng má triệu mến đi con. Hai ba. Má. Ê sao giống nó chửi em vậy anh? Kêu lại con. Con à, con ơi. Con đẩy cái là... hơi nhẹ nhẹ thôi. Con làm mạnh quá giống như con chửi. Má. Con làm nhẹ nè. Hai ba nhẹ thôi. Má. Này giống chửi hơn nè. Đó. Cái này là giống luôn nè. Đó. Con. Đi ra. Bây giờ không nói má được thì nói chữ mẹ. Mẹ đi. Ừ. Con kêu mẹ đi. Mẹ. Nói chữ cho mẹ nó, nè. Nó nhẹ nhàng. Mẹ. Hai ba. Mày. Đi về. Đi. Đi về. Trời ơi con. Đi về. Đi về. Đâu. Má. Con kỳ quá. Không có lý do gì để nhận nhau nữa. Con phải nói cho nó nhẹ nhàng. Đây nè nghe ba nè. Ba phải kêu con đừng có làm cho mẹ con giận. Con phải kêu vậy nè. Mẹ. Đi vậy luôn. Đi luôn. Đi luôn. Thấy chưa? Thấy bên chưa? Này quẹo quẹo phải. Muốn đó. Trời ơi. Anh xin em. Anh xin em. Đứng không tới cái này nè. Trời ơi. Cái gì đấy? Trời ơi. Trời ơi trời. Tại vì nó là con trai. Đấy. Còn anh là đàn ông. Nói nó mạnh dạn như vậy. Em tha thứ. Nói chuyện với mẹ con. Để con giải quyết cho ba. Cứ nói đàng hoàng với mẹ nè Tâm. Nói. Tâm. Nói đi con. Bây giờ phải kêu sao? Giờ má cũng không được, mẹ cũng không xong nữa. Thôi mẹ nói đại một cái tiếng nào để mẹ tự hiểu là mẹ được rồi. Thôi vậy giờ chuyển qua tiếng Anh con kêu luôn nha. Cũng được nữa. Ok. The mummy. Mummy là xác ướp ba ơi. Trời, sao mày bày đặt nữa, tao nói mày kêu mom cho rồi đi, rồi mommy mới là mẹ, còn mummy là xác ướp. À, dạ. Mày kêu một chữ mom là xong rồi. Ok. Mom. Mom là bạn thằng Hô. Hô là hoài tâm, mom là mày nè. Trời ơi trời. Kêu em á, cái gì em cũng bắt bẻ con được hết. Nó kêu sai làm sao mà nghe được. Cái gia đình này gặp nhau là nó kể vợ ta. Tại để cho mày ơi, cái quái này kêu vợ ta. Ủa gì vậy trời. Ủa gì vậy. Quá quà tay thở cho nó gây lộn cho ta này. Trời trời. Con kêu con vô đây để giải quyết công chuyện mà giờ giải quyết không xong à. Con năn nỉ má con đi. Để giờ con nói bây giờ. Má nhịn cái cho con kêu một tiếng cho rồi đi cho xong nè. Ngồi xuống đây nói với má. Quỳ xuống. Dạ. Gần bên má. Dạ. Nói đi con. Mẹ. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau. Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Khi yêu nhau con tim đậm sâu vậy mà mẹ vội vàng quên mau. Ủa sao giống không cảm xúc Hồ Quang Hiếu vậy? Dạ nói đó. Mày khùng hả mày gặp mẹ mà mày không cảm xúc là sao mày? Cảm xúc vô.
con mượn cái bài hát để con nói lên cái lòng con. Nói lòng từ đáy lòng của con. Tại vì con thiệt, con không có cảm xúc thiệt, nhỏ lớn có gần mẹ đâu có cảm xúc. Ráng tưởng tượng mẹ đi con. Mẹ là mẹ của con nè. Dạ, con xin lỗi mẹ. Tại vì nhỏ tới lớn con không được gần mẹ cho nên con không biết mẹ là ai. Mẹ biết không? Hình bóng của mẹ trong tâm trí con. Từ nhỏ tới giờ, con chỉ biết mẹ là một người phụ nữ. Mặc áo đầm trắng, tóc dài xõa mặt. Đêm đêm mẹ dập dìu vất da vất dưỡng len lỏi vào trong giấc mơ của con. Ủa sao nó diễn tả hồi tôi giống cô hồn vậy? Cái gì kỳ vậy? Nói cái gì vậy con? Mày có... diễn tả. Thấy sao nói vậy? Trời ơi mẹ nó mà nó tả hồi như phim ma vậy đó. Thôi được rồi được rồi. Yên tâm ba yên tâm. Để con nó không làm được mà. Để con lấy cảm xúc lại. Mẹ ơi, mai lên chốn thành đô nhà xe. Cái làng nhà điện ở đâu vậy? Con lộn tuồng. Điên vừa nó thôi. Con vô lại. Mẹ ơi, kể từ ngày mẹ cuốn gói theo trai. Hồi nào? Con. Hồi nào? Con lộn. Kể từ ngày mẹ bỏ ba con. Sai. Ủa sai nữa hả? Mà kể từ ngày ba con bỏ mẹ. Ở này đúng rồi nè. Mẹ biết là con của mẹ như một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời phiêu lãng. Nên xúc động. Có nhiều đêm thèm lắm một dòng sữa mẹ thơm ngon. Bởi vì sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cái đó là quảng cáo trên TV. Mà trong trường hợp này nó đúng, kể em đi. Ơi Tâm. Dạ. Mẹ không có cách gì mẹ cho con gì hết. Ngày hôm nay gặp mẹ lần đầu tiên, con muốn gì con nói đi để mẹ làm cho con Tâm. Cho con bú miếng rồi. Chắc hư luôn cái bình sữa. Cái thằng này. Dạ. Cái đó để cho ba bú. Cái gì? Cái gì? Ba về dành với con không à? Sao ba bú được mà con bú không được? Con tại vì cái răng con vậy, con bú là nó dập trái cây của mẹ hết. Trời, cái trái cây của mẹ mắc mớ gì ba lo? Của mẹ là của ba. Ở đâu ra nè, tôi tát một cái là cái nọng còn mà cái càm như cái răng cắm vô tường nghe chưa? Tự nhiên đâu ra trái cây tôi là của ông vậy? Thì của em à, anh dầm anh ăn hồi đó hết trơn rồi đó. Nói là cây cười ha, phải đúng đó. Không có để cho con nó nói. Bây giờ hai cha con tới đây ngày hôm nay cái mục đích gì? Cứ xà quay qua tôi mệt quá. Bây giờ nè, để con nói luôn nè, vô vấn đề chính luôn nè. Mục đích đó là ba cảm thấy ba có lỗi rồi, phải không? Biết lỗi ân hận lắm rồi. Đó, ở nhà không dám nói câu nào hết. Đó, bà qua đây cái mặt đó vẫn còn, đó, vừa vẫn còn sệ thấy không? Ở nhà sệ vậy riết mà thành cái nọng luôn đó. Đó, đó. Mày. Hả? Mày qua mày nói cho ba chửi tao đi. Con đang. Nói đúng rồi, hối hận cái gì? Người ta hối hận người ta phải buồn. Tại sao càng ngày càng buồn anh càng mập ra vậy? Buồn là tại vì anh ăn giặt nhiều quá nó mập chứ sao nữa. Có đi bia ôm uống riết nó phải. Ê! Cái thằng này mày qua đây mày nói với mẹ mày nhiều cái quá. Không biết rồi, giờ để con nói luôn nè. Cái mục đích con qua đây là để con năn nỉ mẹ. Mẹ về với ba đi, mẹ tha lỗi hết cho ba đi để về. Có mẹ, có ba, có con, gia đình mình sum họp. Đúng rồi. Mẹ! Mẹ hay là mẹ của ngày hôm qua? Đừng bỏ mặt con một mình nơi đây. Dừng lại và xóa đi những ký ức xưa. Cái gì nữa vậy trời, nó qua tới Sơn Tùng nữa rồi trời. Dạ. Mày ú là cái gì? Ú là nói ông mập đó ngồi xuống đi. Trời ơi cái... Con đang nói mà ba cứ chọt chọt như hoài. Bây giờ cái cùng là mày muốn cái gì? Thì mẹ nghe con nói nè. Gì? Xin hãy là mẹ của ngày hôm qua. Đừng bỏ mặt con một mình à. Nơi đây xóa nhòa gì dừng lại đi. Ai là mẹ của hôm qua đi mẹ à. Nguyệt. Muốn Nguyệt quay về sống với hai cha con đúng không? Đúng rồi. Con cần mẹ quay về đúng không Tâm? Dạ. Đúng không anh? Đúng rồi. Đúng không Nguyệt? No. Nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao đi bao nhiêu năm trời cho một mình tôi chịu khổ bao nhiêu năm nuôi con lớn gần này mà dạy con không có nên hết ha. Nhìn con nó ra con người không? Ủa? Nhìn đi. Cái đầu y như là cái ghế ta đem ngồi vậy đó. Trời. Thấy không? Rồi anh coi nó như vậy.
Rồi bữa nay ngày hôm nay anh có gia đình cho đã rồi bắt tôi quay về với anh. Nè, hồi xưa phụ nữ ngộ ghê vậy đó. Cứ chờ đàn ông chờ cho khổ, cho đau, cho khổ. Chứ bây giờ khác rồi nha Minh nha. Ngày xưa cái bà kia bả là Tô Ánh Nguyệt. Còn con này không phải Tô Ánh Nguyệt nha. Em là gì? Nha, tôi không phải Tô Ánh Nguyệt mà là tôi là con Nguyệt bán cốc tay tô. Nha. Thành thứ đó tôi không có chờ đợi gì trơn á. Nha, chế đã có chồng. Ha. Ok, chế giữa trái cây mà chế đâu có sợ. Tại sao chế phải đợi em cưng hả? Em ơi Nguyệt, em lấy ai? Bằng Kiều. Hả? Nha. Trời ơi, chồng tôi là ca sĩ được chưa? Ngon lành, nghe chưa? Người phụ nữ á, ha, ngày xưa là chờ đợi đàn ông, chờ đợi một cách mù quáng. Khổ quá vậy mấy chị. Đúng không? Trong khi chị em mình đẹp mà, đúng không mấy chị? Đúng không? Mà người ta nói cái gì? Người ta nói là đẹp có quyền. Thành thử ra đó, ngày xưa chờ đợi, còn bây giờ không có chờ đợi nữa nha. Nói thẳng vô mặt của Minh luôn, là bây giờ Nguyệt không thể quay về với Minh đâu. Là bởi vì sao? Là bởi vì giờ em đã là vợ người ta. Áo cưới cô dâu cầm qua, giờ anh bước đi như hồn ma. Buồn thay la la la. Tuổi, cao 5 feet rưỡi, thích ca nhạc, mê video Thúy Nga, lương tháng 5.000, một đời vợ ba con, dẹp đi cha nội. 25 tuổi, kỹ sư, tánh tình vui vẻ cởi mở, cao 5 feet. 56 tuổi, chủ 3 cây xăng, 2 dãy apartment. Đã 3 lần gian dở, cần kiếm một người dở gian để cùng nuôi 9 đứa con. Cha này được, mẹ tôi gọi liền á. Morning. Morning. Nay có gì lạ không cô? Dạ không. Sao lạ hả? Cả năm nay văn phòng mình không có cái vụ kiện cáo nào lớn cả. Toàn là 3 cái vụ di chúc, ly dị với lại sang nhượng bất động sản nó làm kiểu này chứ. Lụt nghề hết quá. Bởi vậy, kiếm tiền còm không hả? Lượm bạc cắt hoài, lương em còn chưa có kìa. Kiếm tiền sao mà khó vậy luật sư? Cái tiền là một chuyện, nhưng cái quan trọng ở đây là không ai biết đến cái tài của luật sư Trần Trường Trị. Chứ còn 3 cái giấy tờ vớ va vớ vẩn như vậy thì văn phòng nào mà làm cũng được. Đúng rồi, phụ tá pháp lý như em mà còn làm được, huống gì là luật sư. Hello, văn phòng luật sư Trần Trường Trị à? Dạ, à dạ có, ổng đang quẩn nè, ổng đâu có làm gì hết trơn á. À dạ, ông đợi một chút nha. Luật sư. À. À, có chủ nhiệm tờ báo con nhộng hỏi luật sư về vấn đề quảng cáo văn phòng mình nè. Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi. Ai mà gọi đến thì cô nói là tôi đang bận cãi ở tòa án. Cô ghi số phone rồi tôi gọi lại. Ai gọi đến mà cũng có mặt tôi ở đây, tức là người ta sẽ nghĩ là văn phòng mình bị ế, cô hiểu chưa? Hello, luật sư Trần Đình Trị nghe đây. Ồ, chào ông. Ồ, xin ông vào đề ngay cho nhé. Tại vì tôi phải đi ra tòa cãi ngay bây giờ. Sao? Ông nói sao? Không, không. Cái quảng cáo tôi viết như thế nào, ông đăng nguyên văn như vậy cho tôi. Không, không, không sửa đổi một chữ nào cả. Ông nghe này. Luật sư Trần Đình Trị, cựu thẩm phán tối cao pháp viện. Không, không phải là... tối cao pháp viện ở Sài Gòn. Hồi đó là tôi hành nghề bên Campuchia. Thái tử Sihanouk có mời tôi làm bộ trưởng bộ tư pháp nhưng mà tôi từ chối. Vì mỗi lần mà đọc diễn văn bằng tiếng Miên thì nó... Nhưng mà thôi. À, ông nhớ nè. Ông nhớ ông ghi cho tôi ở cái cuối trang quảng cáo đó. Là bất cứ ai ghé đến văn phòng luật sư Trần Trường Trị ra về đều được tặng một bàn chải đánh răng. Ok. À. Cô coi lại dùm cái hồ sơ này cho tôi nhé. Hello, văn phòng luật sư Trần Trường Trị à? Dạ, chúng tôi chuyên môn lo về thủ tục bồi thường tai nạn mà ông. Dạ, ông bị sao? Ông bị chó cắn hả? Ông muốn tới liền hả? Dạ, dạ không được. À, dạ luật sư của tôi đang bận cãi ngoài tòa đó. Nhưng mà
Nè, tôi hỏi ông nè, ông bị chó lớn hay chó nhỏ cắn gì? Hả? Chó lớn cắn thì mới sợ chứ, chó nhỏ cắn xong cắn lại nữa. Mà nè, cái điều quan trọng tôi hỏi ông đó là con chó đó là con chó, nhà giàu hay là nhà nghèo, mà chủ nhân của nó hành nghề gì? Hả? Lạnh que phe hả? Không dám đâu, dẹp đi cha nội. Trời đất ơi, con chó còn chưa biết có lại sân hôn nữa à. Nè nè nè, tôi nói cho ông nghe nha, muốn mà kiếm tiền đó hả, mày muốn kiếm mấy con chó nhà giàu á, chọc nó cho nó cắn nghe chưa. Còn chó nhà nghèo á, còn mà bị chó nhà nghèo cắn thì ráng mà chịu. Ok. Mệt ghê vậy đó, gặp toàn cái thứ gì đâu không à. Lương nó không được lãnh rồi, mà toàn là chuyện xui xẻo không à. Chán dễ sợ luôn á. Nữa, vụ gì nữa đây? Hello, dạ văn phòng luật sư Trần Trừng Trị. À, ông Nam đó hả? Ông được tiền bồi thường rồi phải không? Ồ, chúc mừng ông nha. Dạ, ông nói sao? Ít quá hả? Tôi dẹp đi cha nội. Trời đất ơi, ông có bị đụng xe thiệt đâu mà ông đòi cho nhiều. Bạn của ông lái xe rồi bị người ta tông vô, ông vô tình ông đi ngang, ông chui đầu vô ông đòi nằm ké. Vậy mà văn phòng tôi còn đòi cho ông được 30 ngàn, còn muốn cái gì nữa. Xíu. Alo, luật sư Trần Trị đây. Ông nói sao? À, ông muốn kiếm nhiều tiền hơn à? Tôi đề nghị ông thế này nha. Lần sau đó, ông kiếm xe vận tải nào trong nó thiệt là lớn đó, ông cho nó cán ngang qua đầu ông, rồi ông đến nó học. Đến văn phòng tôi sẽ đòi lại cho ông gấp 10 lần, ok? Cô coi, cô gọi cái người tên này, tại sao ký chết có 50 đồng mà không có tiền là sao? Nhá. Trời, thiệt là chán mà. 50 bạc mà cũng có tiền nữa, làm gì có lương. Bực mình à. Chào cô. À, chào bà. Thưa cô, hôm nay tôi có thể gặp luật sư được không cô? À, mời bà ngồi. Yeah. Dạ, bà có hẹn trước không bà? À, không, nhưng mà thưa cô, tại có chuyện hơi gấp đó, cô có thể cho tôi gặp riêng luật sư được không? Dạ, không giấu gì bà, luật sư của tôi thì bận lắm, nhưng mà thôi được, để tôi ráng giúp bà nha. Cảm ơn cô. Tôi coi lại cái schedule của ổng rồi tôi cho bà biết nha. Dạ, luật sư ơi, luật sư, làm gì ngủ hoài vậy cha? Luật sư, có khách kìa. Có gì đó? Dạ có khách. Chào bà, tôi là luật sư Trần Trừng Trị. Dạ. Bà cần giúp gì? Thưa luật sư, tôi muốn làm đơn ly dị. Bà cho tôi biết cái hoàn cảnh của bà. Nếu mà hai bên cùng thỏa thuận ly dị đó, thì cái việc ly dị rất là đơn giản. Vâng. Chỉ cần bà và ông chồng bà ký tên vào đơn là xong. Vâng. Còn nếu mà có tranh chấp tài sản đó, thì mới cần đến cái tài của tôi. Có phải là tài sản lớn chứ còn bà hưởng quen phe mà chia nhau có mỗi cái giường thì không cần tới cái tài của tôi. Thưa luật sư, chúng tôi không có tranh chấp gì cả. Tôi chỉ hy vọng luật sư làm sao làm cho chồng tôi cấp dưỡng cho tôi 4.000 mỗi tháng cho tôi nuôi con thôi luật sư. Bà muốn đòi bao nhiêu cái đó là tùy ý bà. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của tôi đó, thì bà phải có lý do chính đáng và phải hợp lý lắm thì ra tòa bà mới được. Bây giờ bà cho tôi biết tại sao bà muốn ly dị. Thật ra luật sư, đâu phải tôi muốn ly dị mà là chồng tôi ông muốn ly dị. Như vậy ông có vợ bé à? Dạ không, tại vì tôi luật sư, không giống gì luật sư. Tuần trước chồng tôi đi làm về bắt gặp tôi đang ôm một người khác. Bà ngoại tình. Bà bị bắt quả tang ngoại tình, nghĩa là bà có lỗi. Như vậy bà còn mở miệng ra bà đòi cấp dưỡng một tháng 4.000. Tôi nói thật bà nha, tôi mà bắt được vợ tôi đang ôm thằng khác, một đồng tôi cũng không cho. Hên là ông chưa gặp. Dạ thưa bà, để tôi nói cái này cho bà nghe nha. 4.000 đồng á, không phải là một số tiền nhỏ. Mà bên này còn phải trừ thuế nữa, bà hiểu chứ. Thì chồng của bà đó, ít nhất tối thiểu cũng phải làm lương 6.000 đồng. Nhưng mà tôi muốn hỏi bà là chồng bà làm nghề gì, lương mỗi tháng được bao nhiêu?
Thưa bà, tôi là luật sư Trần Trường Trị, một luật sư có lương tâm và trách nhiệm. Không phải bà cứ trả tiền cho tôi là tôi nhắm mắt tôi làm theo lời bà đâu. Cái nghề luật sư của chúng tôi là phải lấy đạo đức ra làm căn bản. Xin lỗi bà. Đàn bà các bà nhiều khi đòi hỏi quá đáng mà không nghĩ gì đến cái sự đau khổ của đàn ông. Thôi được rồi, cô lấy giấy tờ ra, cô làm hồ sơ nhé. Cô ghi rõ những cái chi tiết cho. Xong rồi tôi sẽ quay trở lại tôi bàn với bà ấy sau nhé. Luật sư dám dám giúp cho tôi được không luật sư? Cô nói chuyện với cô thư ký dạ, của tôi. Cảm ơn luật sư. Bà yên tâm. Bây giờ tôi hỏi bà những câu hỏi thông thường ha. Dạ vâng. Chồng bà làm nghề gì và lương tháng được bao nhiêu? Thưa cô, chồng tôi không có lương tháng. Hả? Lại lãnh welfare nữa hả? Trời ơi, không dám đâu. Mệt quá à. Vậy mà bà dám đòi 4.000 đồng một tháng. Nghèo mà ham. Tôi nói thiệt với bà hả? Đòi 4.000 đồng mà dễ như vậy hả? Tôi mới mốt lấy chồng, tôi ly dị mẹ nó hết. Nhưng mà bây giờ chồng mà làm nghề gì, lương tháng bao nhiêu nói đại đi. Thưa cô, tôi chưa kịp nói hết. Chồng tôi không có lương vì chồng tôi là chủ hãng công ty. Thành ra chồng tôi là người phát lương cho người ta, chứ đâu có ai phát lương cho chồng tôi đâu. Ok. Vậy bây giờ chồng bà tên gì? Công ty nào? À, chồng tôi tên là Vương Trùng Dương, chủ hãng công ty tên công ty bà mới nói gì? Chồng bà là Vương Trùng Dương ạ. Là Vương Trùng Dương, tổng giám đốc công ty Mekong Electronics đúng không? Đúng rồi. Báo chí năm rồi cô nhớ không? Có đăng cái công ty của chồng bà là một cái công ty mà thành công nhất tại đây là đúng không? Báo chí có đăng Đây tôi nhớ đây. Đây có phải chồng bà là ông này không? Vương Trùng Dương đây đúng không? Luật sư, chồng tôi là ai tôi không biết sao? Và vì vậy tôi mới xin luật sư đòi cấp dưỡng cho tôi 4.000 đồng chứ. Trời ơi, tại sao mà bà không nói trước? Cô lấy cho tôi đi khám phát, mời bà Vương Trùng Dương nha. Dạ. À, đặt khoa không? Cô ra, cô đóng cửa văn phòng lại luôn. Che cái bạc lô luôn, bữa nay tôi không tiếp ai nhé. Dạ. Nè, bà ăn sáng chưa? Tôi được hân hạnh mời bà ăn sáng nha. Cảm ơn luật sư cơ. Cô gọi nhà hàng seafood cô, lấy cho tôi 2 dĩa tôm hùm với lại 50 con cua rang muối vậy đi. Thì cô cứ gọi đi. Chả mấy khi mà được tiếp chuyện nha bà. Tổng giám đốc công ty Mekong Electronics. Thưa bà, tôi thì rất thích đại diện cho những thân chủ giàu như bà. Là chỉ vì có những cái case lớn như thế này thì họ mới biết đến cái tài của Trần Trường Trị này thôi. Bây giờ tôi mời bà cùng ăn sáng rồi tôi có chuyện muốn thưa với bà. Cảm ơn luật sư, tôi đã ăn sáng rồi. À, không sao, bà ăn sáng rồi thì bà ngồi nhìn tôi ăn cũng được mà, không sao. Tôi rước bà nhé, rước bà vào văn phòng. Dạ, mời bà. Dạ, tôi chào bà, em đi nha. À, chào cô. Dạ, em đi nha luật sư. Mẹ em có tiền đi cháu hỏi. Thì cô ứng ra đi. Em không có lương đâu mà ứng. Đó người ta ghi sổ, ghi sổ. Trời ơi, ghét ghi sổ gì đó. Rước bà ngồi nha, xin mời nha. Dạ. Bây giờ bà cho tôi biết những cái lý do đó, những cái chi tiết để tôi ghi vào hồ sơ để con mình còn ra tòa rồi còn chuyện để cãi mà. Ông chồng bà là Vương Trùng Dương. Dạ vâng. Yeah. Thưa luật sư, trước khi vào đề tôi hỏi, luật sư nhắm là mình có thể đòi được 4.000 không luật sư? Tại vì thú thật với luật sư, tôi quen sống như vậy rồi. Nếu mà không có tối thiểu là 4.000 thì tôi không biết mẹ con tôi phải sống sao luật sư. Tại sao lại chỉ có 4.000? Tôi nói cho bà nghe nha, tôi mới lo một cái vụ ly dị y hệt như cái vụ của bà. Ông chồng hắn ta đi bưng phở, về nhà bắt được vợ đang ngoại tình. Như thế mà ra tòa ông chồng phải cấp dưỡng với bà vợ một tháng đến 5.000, huống hồ chi là bà vợ của Vương Trùng Dương. Tôi nói thật, ít nhất ông phải cấp dưỡng cho bà một tháng là 40.000. 40.000? 40.000 sao tôi tiêu hết được? Nhưng mà 40.000 nó là chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi hỏi bà nha, bà có biết được cái tổng giá trị tài sản của ông chồng bà hiện giờ có là bao nhiêu không? Không. Bà không biết à? Tôi có bao giờ theo dõi công việc làm ăn của ông đâu. Chẳng bù cho con vợ của tôi. Bà biết không, tôi có 100 bạc để giấu dưới đầu giường. Vậy mà nó lật cái nệm lên nó moi ra nó lấy. Thật sao? À, nhưng mà theo báo chí họ nói đó, thì là cái giá trị tài sản của ông chồng bà hiện giờ là khoảng 50 triệu đô la. Đó là chưa tính những đất đai, nhà cửa, xe cộ,
của chim của nội cũng phải khoảng 10 triệu nữa. Thì cộng chung lại là 60 triệu. Thì trong 60 triệu đó, một nửa sẽ là của bà, tức là 30 triệu. À, không, không, không đúng đâu luật sư. Theo tôi hiểu đó thì tôi không dính, không được cái đồng nào cả. Tại vì chồng tôi đã giàu trước khi lấy tôi rồi. Lấy tôi về tôi không đóng góp một tí nào trong công việc của nhà tôi cả. Thưa bà, tôi là luật sư Trần Trường Trị, một đời tranh đấu cho công bằng và lẽ phải, là những người đàn bà thấp cổ bé miệng như bà, tôi sẽ đại diện cho bà trước tòa để đòi hỏi những quyền lợi chính đáng. Bà đừng lo, bà không mất gì cả. Tôi đòi được bao nhiêu bà lấy hết bấy nhiêu. Bà chỉ trả cho tôi 50% tiền thù lao thôi. Thí dụ trong 30 triệu mà tôi đòi về cho bà thì bà chỉ trả cho tôi 15 triệu thôi. Còn lại bao nhiêu bà bợ hết. Trước pháp luật không ai có quyền được đụng đến số tiền đó của bà cả. Nhưng mà luật sư, như là tôi đã nói với luật sư đó, tôi đâu có đóng góp gì vào cái tài sản của chồng tôi đâu. Ông lấy tôi về tôi chỉ ở nhà chơi không mà, thì làm sao tòa lại cho tôi cái phần đó được. Trước khi lấy chồng bà là một nữ sinh ngây thơ. Đâu phải là nữ sinh ngây thơ gì đâu. Nếu bà không là nữ sinh ngây thơ thì bà làm cái gì? Tôi đi tráng miếng xèo. Nhưng mà luật sư à, tôi đã nói rồi, tôi không có gây dựng được một đồng nào trong cái tài sản của chồng tôi hết đó. Bà đừng bao giờ nói thế. Bà đóng góp trong cái tài sản của ông chồng bà nhiều lắm mà bà không biết đó thôi. Tôi hỏi bà nhé, ông chồng bà đi làm đúng không? Dạ. Bà ở nhà, bà lo tất cả những công việc trong nhà. Những công việc tề gia nội trợ ở trong nhà là những công việc không tên. Nó vô cùng nặng nhọc, nó vô cùng vất vả mà chỉ có một mình bà gánh chịu. Cũng không hẳn nữa luật sư. Chồng tôi có đi làm thật nhưng mà lúc nào ông cũng thuê 3-4 người giúp việc cho tôi hết á. Thực sự nếu mà nói công việc ở nhà làm thì tôi chỉ có hát karaoke với đánh tứ sắc à. Bây giờ tôi hỏi bà câu này nha. Bà lấy chồng năm bà bao nhiêu tuổi và bà ở với ông chồng bà được bao lâu rồi? Năm khoảng 19-20 đến nay khoảng 10 năm rồi. Đó, bà thấy chưa? 10 năm dài đằng đẵng. 10 năm là một cái khoảng thời gian dài thăm thẳm. Bà biết người Mỹ họ có câu time is money. Time is money. Time là thời gian, money là tiền. Đúng. Như vậy mà bà đã bỏ phí 10 năm của cái cuộc đời thanh xuân của bà mà để bà ở bên cạnh một ông chồng bà không thương không yêu. Không, tôi yêu chồng tôi lắm luật sư. Chỉ tại vì lần này bị ông bắt quả tang nên tôi đành phải. Bà ơi, nhân vô thập toàn, đời người mà ai không có một lần lầm lỡ. Dạ, không phải một lần lầm lỡ mà là 9 lần. Má, 9 lần ông bắt tôi quả tang ôm người khác, 9 lần ông mới đòi ly dị chứ. Luật sư nghĩ luật sư có thể giúp tôi được không? Bây giờ bà cho tôi hỏi câu này. Cái câu hỏi này nó có tính chất riêng tư một chút thôi, nhưng mà cũng không ngoài cái mục đích là tôi muốn giúp cho bà. Yeah. Nha. Yeah. Thế khi mà bà bị bắt quả tang đó, khi mà bà bị bắt quả tang, bà ngoại tình đó, thì bà có mặc cái gì không? Mặc cái gì trên người không? Hay là bà sexy 100% luôn? Chứ hỏi gì kỳ cục vậy? Không, tôi đã thưa với bà trước rồi. Cái câu hỏi này nó có phần tế nhị nhưng cũng không ngoài cái mục đích là tôi muốn giúp cho bà. Thì tôi cũng mặc sơ sơ. Mặc sơ sơ là mặc sao? Phần dưới còn, phần dưới còn. Tức là còn cái quần. Ủa dạ, còn cái quần. Ôi trời, may quá, may quá. Như thế thì may quá. Đây, bà. Tôi đọc cho bà nghe nhé. Dạ. Theo cái tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Dạ. Thì hễ người đàn bà nào bị bắt vì tội đang ngoại tình mà còn mặc quần, bà nhớ còn, tôi còn ngoại tình. Vâng. Bị bắt. Vâng. Mà còn mặc quần thì dẫu ra tòa cũng được hưởng án giảm khinh. Ôi, nếu vậy thì may quá, tôi nhanh tay vơ cái quần liền đó luật sư. Thôi là chết cả lũ rồi đó. Nhưng mà có ai thấy không? Không, không.
lúc đó mặc vào rồi. À thôi thôi, thế thì bà đừng có khai nhé. Nhưng mà tôi nói cho bà nghe, cái chuyện đó để tôi sẽ lo cho bà. Bây giờ tôi hỏi bà, tại sao bà ngoại tình bà biết không? Cái đó mà do lỗi ở bà, mà lỗi là lỗi ở chồng bà. Chồng tôi làm cái gì có lỗi? Cái lỗi của ông chồng bà lớn lắm chứ. Cái lỗi của ông chồng bà đó là chỉ biết hàng ngày cắm đầu cắm cổ đi làm kiếm tiền mang về mà không để ý đến bà. Bà là một nạn nhân đau đớn. Bà bị giam hãm trong bốn bức tường của một nhà tù êm ái, bà biết không? Và chính vì bà mới phải gạt nước mắt để đi ôm người khác. Chồng bà, chính chồng bà là thủ phạm đã đẩy bà vào vòng tay kẻ lạ. Mà không phải vòng tay kẻ lạ. Nếu không phải vòng tay kẻ lạ thì là ai? Tài xế của ông. Là thằng tài xế. Như thế thì lỗi của chồng bà lại còn càng lớn hơn nữa. Bà nhan sắc như thế này mà phải hạ mình xuống một thằng tài xế, ít nhất của bà phải ôm một thằng như tôi. Tôi nhắc lại, bà nhớ những cái chi tiết để khai. Bây giờ tôi hỏi bà nhé, trước khi bà lấy chồng, tôi tin chắc là bà trẻ đẹp hơn bây giờ, đúng không? Đó là tất nhiên rồi, 10 năm rồi, ai mà chống lại được thời gian. Bà lại lầm nữa. Không có ai mà nói thời gian nó làm cho mình tàn phai nhan sắc. Nếu bà không tin tôi, đây này, bà soi gương bà nhìn lại bà đi. Bà nhìn lại bà đi. Vì sao mà bà ra nông nỗi này? Có phải chăng là vì cái cuộc sống tẻ nhạt ở trong một cái căn biệt thự lộng lẫy nó đã giết chết dần chết mòn cái tuổi thơ của bà không? Chồng bà phải trả lại những sự thiệt hại đó cho bà, ít nhất cũng phải vài chục triệu. Mà luật sư à, chồng tôi lấy tôi về, mua biệt thự cho tôi ở, lại 3-4 người làm giúp việc trong nhà, đi đâu xe limousine đưa rước tài xế. Như vậy mà luật sư nói là sống trong tù thì cái tòa nào tin được. Thôi luật sư, tôi chỉ mong được 4.000 đồng là tôi mừng lắm rồi. Mà đòi ít thế thì tôi sơ mối mẹ gì được. Không, nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà, cái ngày sinh nhật của bà đó, ông chồng bà có mua quà gì tặng cho bà không? Không những mà ngày sinh nhật nè, ngày Valentine là kỷ niệm đám cưới, lúc nào là ông không bao giờ quên là tặng hoa nè, rồi thêm những món quà đắt giá lắm. Giả dối. Những cái thứ đó hoàn toàn là giả dối. Những cái thứ đó không phải là do lòng tốt của ông chồng bà đâu, mà những cái thứ đó chỉ là một cái âm mưu đen tối. Là một cái âm mưu để làm cho bà cố tình quên đi cái cuộc sống buồn tẻ, làm cho bà cố tình quên đi cái sự đau đớn của phận giàu. Đau đớn phận giàu. Đúng. Cho bà quên đi cái sự đau đớn của phận giàu như tiếng chim hót trong lòng mà thôi. Bà an tâm, trong cái vụ này tôi sẽ quên ăn quên ngủ, tôi chịu thiệt để tôi lo cho bà. Mặc dù là trong cái số tiền mà tôi đòi về được cho bà chỉ trả cho tôi có 50% thôi. Luật sư à, thật tình mà nói đó, tôi thấy trong cái vụ này tôi hoàn toàn có lỗi luật sư à. Tôi áy náy lắm. Tôi thôi, 4.000 đồng là đủ rồi luật sư. Bà không nghĩ đến bà thì bà phải nghĩ đến con bà chứ. Là vì sau khi ly dị rồi, bà phải nuôi con ông ta suốt đời. Không phải con ông. Là con thằng tài xế. Bạn thằng tài xế. Có gì ngạc nhiên thôi, ngoại tình 9-10 lần là đâu biết con nào. Luật sư lẩm bẩm gì đó. À không, tôi hỏi bà là Vương Dùng Dương có biết cái chuyện này không? Không, ông hoàn toàn vô tư. Bà chớ có dạy bà khai ra nhé. Giống như tôi là con riêng 2-3 đứa ngu gì mà khai. Thế sau khi ly dị đó, bà cố gắng sau này nó không trở thành một luật sư trần trừng trị như tôi thì ít ra nó cũng phải là kỹ sư hoặc là luật sư à. Thật ra tôi nghĩ tôi rất là ân hận. Chồng tôi là một người rất đứng đắn, rất tốt, tử tế với tôi. Ông đã bắt gặp tôi bao nhiêu lần, lần nào ông cũng quyết định ông thả cho tôi. Lần này tôi năn nỉ lắm mà ông không chịu tha, ông đuổi tôi mới phải đành đi.
tôi được 4.000 rồi, tôi mãn nguyện lắm rồi. Đúng là phải rồi, sướng rồi, đừng mở mà. Có nói cái gì? Dạ chị, bây giờ nha, chị cho phép em nói chuyện với chị một cách thân mật nha. Em nói cho chị nghe nè, chưa chắc chồng chị là một người đàn ông tử tế. Làm việc đầu tắt mặt tối vậy chứ, có vợ bé ngoài sao chị biết được. Đây nè, cha này nè, cắm đầu làm việc suốt ngày vậy chứ, lâu lâu cũng nén rủ em đi chơi. Vợ ở nhà đâu có biết đâu, chị thấy không? Thì cha này dám ra mặt rồi mà. Chị nghe lời em đi, ly dị đi mà, ôm vài chục triệu bạc, xài cho nó sướng. Thì tất nhiên là phải ly dị rồi, kỳ này ông đâu có tha chứ nữa đâu. Nhưng mà tôi chỉ muốn 4.000 thôi. Ấy. Ờ, tôi Trần Đình Trị. Tôi Vương Trùng Dương. Ờ, xin lỗi. Alo. Vâng, tôi đây. Ở chuyện đó sao là không nói thẳng với thư ký của tôi? Vâng, dứt khoát, final offer của tôi là 15 triệu. Một đồng hơn cũng không được. Vâng, nếu anh đồng ý thì làm hợp đồng. Rồi 8 giờ sáng mai đem qua văn phòng của tôi giao cho thư ký là xong. Ok, bye. Em, đã 9 lần anh bắt quả tang em ngoại tình. Thì thôi, 9 bỏ lòng rồi. Anh tha cho em một lần nữa. Oh, cảm ơn anh. Nhưng lần thứ 10 mà anh còn bắt gặp em với thằng tài xế thì anh sẽ giảm lương nó ngay. Anh, sao anh không đuổi nó đi đi anh? Đuổi thế nào được? Cô có biết là thằng đó lái xe giỏi lắm, giỏi còn hơn cô nữa cơ mà. Anh, ông này nè, ông nói đâu phải hoàn toàn lỗi em đâu. Em ngoại tình cũng là anh ham làm, mới đẩy em vào vòng tay người quen đó chứ. Cái chuyện đó còn nghề nghiệp của ông ta mà. Tôi, Trần Đình Trị, xin hân hạnh được gặp ông, xin phép một phút nha. Tôi nói cho ông nghe, vợ ông đã cắm sừng lên đầu ông 9-10 lần. Như vậy ông không chịu ly dị, đàn ông không thể nào nhịn nhục như vậy được. Tôi, luật sư Trần Đình Trị, một đời tranh đấu cho đàn ông quyết tâm chống lại mấy cái mục cả chớ này. Ông cứ đưa ra tòa, tôi sẽ đại diện cho ông. Đưa ra tòa ly dị không cho một đồng nào luôn. Ông nhớ một điều, đàn bà mà đã ngoại tình cho dù chỉ là một lần cũng phải tống cổ ra khỏi nhà ngay. Qua. Sở dĩ tôi không ly dị là tại vì luật sư các ông ăn nhiều quá. Này, tôi nói thật với ông biết nhé, nếu mà các ông chỉ ăn 1-2% thôi thì tôi ly dị lâu rồi. Thôi về em. Thôi mình đi về em, con nó đang đợi. Nhưng mà em nhớ nhé, lần sau sanh con da nó không đen, anh ly dị em ngay. Dạ, thưa hai ông bà triệu phú. Dạ, mỗi người một cây. Có ly dị đâu mà tặng quà.